Rồi, hàng ngon giá rẻ lên nha cô chú anh chị. 6 tấn, giá rẻ bèo tại Bến Tre. Đây là ơn sao nhìn tới nè cô chú anh chị. Đẹp bốc lửa luôn. Thôi, vô chi tiết nha. Chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn ủng hộ cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe, xem kênh bấm vào cái nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều nha. Này, ông anh em kia hôm qua quay con ghe 6 tấn cho cô chú anh chị. 5-6 tấn gì đó cô chú anh chị, mà giá cũng mềm. Chạy đi quay liền, lên clip 5 giờ chiều bữa nay nha. Rồi, mời bà con coi clip luôn. Sắp tới em có nhận đặt vỏ lãi máy âm, cano máy âm khai thác tốc độ cho cô chú anh chị. Nhà mình đã bán máy rồi, đã bán chân vịt rồi. Thì còn ngại gì nữa khi mình đã có những anh em hỗ trợ phía sau về cái vỏ lãi máy âm và cano máy âm. Cho nên là dùng này không ai làm, Tâm sẽ làm cho cô chú anh chị. Mời bà con mình coi bữa nay chiếc ghe trước nha. Dạ đúng thiệt là hàng chất lượng cô chú anh chị ơi. Đây em quay cho cô chú anh chị mình ghe 6 tấn, ngang 1m95 và dài 11m7 ha. Con này thì giá rất là mềm luôn. Ngày hôm nay em quay cho cô chú anh chị mình tại vị trí Bến Tre, cầu Ba Lai trên quốc lộ 60 nha cô chú anh chị nha. Bà con mình đổ dốc cầu Rạch Miễu á, nếu mà đi từ hướng Mỹ Tho qua thì cô chú anh chị mình đổ dốc cầu Rạch Miễu tới cầu Ba Lai thì cô chú anh chị mình gọi trực tiếp qua số điện thoại của anh chủ. Còn cô chú anh chị mình ở Bến Tre qua thì tới ngay chân cầu Ba Lai, chân cầu Ba Lai mới nha cô chú anh chị nha. Cầu Ba Lai của quốc lộ 60 á thì bà con mình alo ảnh, ảnh ra ảnh đón cô chú anh chị. Kích thước con này là 1m95 chiều ngang, chiều dài là 11m7. Đáng lẽ con này tới 12m rồi cô chú anh chị, mà không biết sao anh chủ anh báo em 11m7 thì em báo cho cô chú anh chị mình là 11m7 ha. Dáng ghe thì nổi cao nước. Ghe này là dáng ghe chở cây giống nha cô chú anh chị nha. Con này thì cô chú anh chị mình về mua về làm ăn rất là ngon. Từ cào te, ghe gia đình, ghe ra vô bè, hoặc là cô chú anh chị nào mua về để làm cho thuê ghe câu hoặc là làm ghe câu ăn uống gia đình cũng được ha. Tại vì kích thước nó cũng lớn rồi, 1m90 mấy lần cô chú anh chị, là quá đã rồi ha. Mê nhôm nguyên con nha cô chú anh chị. Cái phần be dành be gió rất là bự luôn cô chú anh chị, tầm khoảng 4-5 tấc một tấm á. Mặt mũi em nó rất là duyên, hai bên cực đẹp luôn. Và giá thì do cái giá rẻ em sẽ báo trước cho cô chú anh chị mình, để những bà con nào ít vốn sẽ lựa chọn được liền ngay tại thời điểm đầu clip và alo kịp thời, để bà con mình không có buồn vui yên tâm nha. Giá của con ghe 5-6 tấn ngày hôm nay anh chủ anh đang kêu với giá là 35 triệu cho cô chú anh chị mình tại chỗ nha cô chú anh chị. Và cô chú anh chị mình ở xa thì ảnh cũng có một cái đội giao ship ghe cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đâu cũng nhận giao ship hết nha cô chú anh chị nha. Gần xa gì cũng vậy, quan trọng là cái phần cước của cô chú anh chị. Dạ đi xa thì cần cước nó hơn chút xíu thôi. Đó, quay ghe cho cô chú anh chị mình lựa chọn thôi, chứ ở đây thì mình không có làm qua cò lái nha cô chú anh chị nha. Thấy thích thì cứ mua rồi trực tiếp chủ giùm em. Bựng nước có luôn. Mà con mình thấy dáng nổi không? Đầu cao đít cất luôn, nổi thông đòn từ đầu tới đuôi nha cô chú anh chị nha. Be đồng be. Con này thì nó có một cái mui, mui ở đó là vị trí máy. Tí xíu nữa em mời cô chú anh chị mình vô trong để coi cái chiếc này nó có dáng sạp không cô chú anh chị. 35 triệu thôi, 5-6 tấn, ghê đẹp ghê bà con. Rất là chất ha. Ghe này thì liền thì nó không liền. Dạ có kiểm tra cây rồi. Cho nên là giá nó cũng hơi mềm mỏng của chú anh chị. Nếu mà chất ghe mà nó đẹp như vậy mà nó còn liền be nữa thì chắc cú là không có giá này nha cô chú anh chị nha. Đó, mục đích em quay ghe là cho bà con mình lựa chọn. Em từ xưa giờ em sống là bằng tình thương của cô chú anh chị mình thôi. Cò lái là em không chơi nha. Nhất quyết là không chơi. Tiền đó cô chú anh chị mình để dành về đổ dầu làm ăn đi cô chú anh chị ha. Em không lấy tiền cò đâu. Bà con mình cứ alo trực tiếp vào chủ, giúp được bà con gì em sẽ giúp. Vừa mắt, hợp nhãn, vừa công việc rồi thì cứ alo giùm em. 6 tấn, 1m95, 11m7, 35 triệu. Dáng ghe đẹp quá bà con ha. Rất là sướng mắt luôn. Nhìn vừa ý ghê cô chú anh chị. Đó, mặt mũi nó cũng duyên nè. Đó, quá đã chưa. Lắp giò sơn bắt chỉ rồi. Bẩn nước cũng nổi cao nước nữa. Chiếc này không biết nó đang đi cái máy gì đây cô chú anh chị. Này mà về thả vô con máy 4 lớn lớn và con máy 6 lớn lớn là chắc cúi 100% chạy rất là giỏi luôn mà con thấy không. Cái dàn bẩn nước nè, nó nổi thông theo cái dáng ghe luôn. Rất là đều vỏ nha cô chú anh chị. Nhìn cái phần đuôi ghe là nhìn thấy chấm ưng rồi đó. Thẳng một cây luôn cô chú anh chị. Rất là đẹp. 35 triệu thôi. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị mình vô bên trong coi chi tiết bên trong cái nữa. Rồi vô trong cái phần công đà và máy móc nha. Mời cô chú anh chị. Ghe nằm tại cầu Ba Lai, quốc lộ 60, Bến Tre. Ngay cầu Rạch Miễu đổ xuống là tới cái cầu này liền. Chỉ 35 triệu nha. Mời bà con. Dáng đẹp quá vậy ta. Vô. Rồi, dáng ghe từ sau nhìn tới nè cô chú anh chị. Bốc lửa chưa?
cỡ này mà gắn máy chạy tốc độ nữa thì hay, không còn từ ngữ nào diễn tả luôn. Ghe này đẹp, vừa ý, giá cũng rẻ, có 35 triệu thôi. Thôi bây giờ không trông chờ nữa cô chú anh chị, vô thẳng bên trong luôn đi. Clip này thì tới đây cô chú anh chị mình cũng đã chốt được với anh chủ ghe rồi. Không chờ gì nữa đâu. Bên trong coi coi có dán sạp không, với lại coi đi cái máy gì nữa, thôi là mình đã chốt chuyện được rồi. Chứ giá này em đánh giá luôn rồi, con ghe này giá nó hợp lý. Ghe nó đẹp, dán nó thông. Con ghe này lấy về là gia đình mình vui, mà một sớm cũng là vui luôn. Ghe đẹp mà. Sớm coi là thế nào, sớm cũng khen thôi cô chú anh chị. Mời bà con, vô bên trong với em. Vừa ý từ A tới Z rồi đó, không chờ gì nữa đâu. Lắm. Dạ đây là chi tiết phía bên trong nha cô chú anh chị. Có dán sạp, có dán sạp tam cấp. Con be thì cũng 5 bồi vuông gốc. Ghe này đúng ghe chở cây giống hồi xưa rồi cô chú anh chị ơi. Sau núi nguyên con. Mặt lá be thì 3 tấc trên tấm nha. Vô, coi chi tiết thôi bà con. Mình đi dài từ mũi mình vô đi. Hồi mình vô mình coi cái máy ha. Này giá có 35 triệu quá hợp lý rồi. Máy gì anh Hiệp? S13 của Giang Má hả? Máy Nhật hả? Con này chả máy Nhật chứ anh chị. Giang Má S13 lô mũi. Cây cối thì có kiểm tra rồi nha cô chú anh chị. Nhưng mà so với cái chiếc ghe này, giá này thì nó hợp lý. Tại ghe đẹp cô chú anh chị. Mũi nè, công đà lô mũi nó còn ok lắm. Cái ốp khẩu nè cô chú anh chị mình coi nè, lớn nè. Xuống đây bắt đầu đẽo nhỏ vô nè cô chú anh chị. Nè, hai bên giống nhau hết nha cô chú anh chị nha. Cây cối kịch cỡm lắm. Tam cấp mũi nè. Dạ mình coi cái dây mũi thử nha cô chú anh chị. Rồi xong cái mình coi lượng. Dáng ghe cao nước lắm mà con. 3 tấc 1 tấm. Cái dáng ngoài nhìn hay là sướng mắt rồi cô chú anh chị. Đó, dây mũi nè. Ghe thì lắp giò rồi. Kiểm tra cây cối rồi. Vì là mình chỉ có chạy thôi. Còn cô chú anh chị nào muốn khai thác tốc độ thì mình gắp cái máy lớn hơn. Con này anh chủ anh mới báo với em thôi. Là đi cái Giang Ma S13. Một máy của chú anh chị. Cái độ bền của em nó thì hơn máy D. Độ tiết kiệm hơn máy D. Nhưng mà cái máy này không biết nó có còn cục đề không, hiểu biết chút xíu em coi cho. Cây cối thì còn ổn ha. Nói về độ cọp của con ghe 6 tấn này thì cọp thì em nó sẽ không cọp của chú anh chị. Tại vì giá nó mềm. Giá 35 triệu mà ghe 6 tấn nữa thì nó sẽ không cọp được. Nhưng mà nói về độ ok, độ đẹp, cây cối còn tốt thì em nó phục vụ được cho cô chú anh chị mà. Em dỡ dán sạp cho cô chú anh chị mình coi nha. Bè nè, có ốp ra nha. Ốp ra này ốp ra của sạp thôi nha cô chú anh chị, chứ không phải là ốp ra chính. Ốp ra sạp thôi. Ở đây một vài tấm cho cô chú anh chị mình coi cái lường. Nè, dán sạp nè cô chú anh chị. Cũng có dán sạp rồi, cũng khỏe. Em dở thử cho cô chú anh chị mình coi cái lường nó cỡ nào. Dở tấm này đi ha. Xong cái mình đi coi bè dành, bè tràn. Bè nè cô chú anh chị. Còn đó ao luôn. Công đà 50 nha. Công đà rời luôn nha cô chú anh chị. Công đà rời lợi cho mình á là mình kiểm được mặt này, mặt này và mặt này. Nó không có bị ẩm nước. Cô chú anh chị mình chạy cái tuổi thọ của cây nó sẽ nhiều hơn, tốt hơn. Lường cũng trải mê, ghe nguyên thủy. Rồi, công be lường đã coi rồi, bây giờ em mời cô chú anh chị mình coi be gió, be dành, bộ đứng. Mặt lá tản thần không? Em nói cô chú anh chị nè, mặt lá 3 tấc nè. 3 tấc đó, nè. 3 tấc cô chú anh chị. Ghe này thì cây nó lớn cây. Cây nó già cây. Đúng chuẩn sau núi luôn cô chú anh chị. Đúng sau núi luôn rồi. Cọp thì nó không cọp. Nhưng giá rẻ, cây tốt, cây chất lượng, cây sau núi thì em này nó có cho cô chú anh chị mình. Dán sạp nó có luôn mà. Thì quá khỏe rồi cô chú anh chị. Nè. Bà con mình thấy không? Đã mắc từ bên ngoài cho tới bên trong rồi đó. 1m95, 11m7, 6 tấn cứng cho cô chú anh chị mình luôn. Dạng lượng phê đó cô chú anh chị.
mưa tới nữa. Dở một tấm này coi cái nơi cây, để em coi cái lượng ở đây cho cô chú anh chị mình cái ngang. Tại đây em thấy cái tấm dáng nó bự quá nè. Dở dáng đó, cây be cũng đẹp cô chú anh chị, mặt lá bự bự không ta, miếng be nào miếng be nấy bành bành không, ba tấc tấm không. Đây là dàn mui. Ok, để em né nó. Dàn mui này cô chú anh chị, trụ đứng kèo mui bằng cây hết. Cái này là bà con mình lên phía trên thoải mái. Vị trí đó cũng là vị trí ngồi lái của cô chú anh chị mình luôn. Ghe này rất là chắc chắn nha. Dán sạp trong mui cũng có luôn bà con. Để em lùi lại tí xíu cho cô chú anh chị mình coi về cái tổng cái hình của cái mui này. Cô chú anh chị coi. 35 triệu mà vậy là quá rẻ rồi, quá hợp lý rồi chú anh chị. Có một cái mui mát ở trên nữa. Ở phía trước thì mình phủ bạc xuống ha. Đó, còn không thì về cô chú anh chị mình đóng cửa. Rồi vô khóa, bấm một khóa là xong. Ở trên là nhôm. Rồi coi thử cái máy của bà con. Ghe đẹp. Hôm nay clip này em quay hơi kỹ một chút nha. Cô chú anh chị mình dễ chốt hơn. Để dành cho những cô chú anh chị ở xa. Hôm trước mấy cô chú anh chị ở xa nói Tâm ơi, em quay clip á, em kiểm tài kỹ đi. Anh xuống chốt chuyện cái là xong. Đó, thiệt tình là em quay kỹ cái anh xuống anh chốt với ông đó luôn rồi xong. Chốt ghe xong cái anh ta mua không kịp, cái anh ta bán vốn em. Ta nói đang ghe gì mà chưa đầy 2 tiếng đồng hồ nữa tao điện cái bán rồi. Tao mua không kịp. Kiếm cho tao chiếc khác em quần em kiếm muốn chết. Đó bà con, trong bê trong hầm máy nè. Máy này thì trời ơi, đầy đủ đồ hết, còn cục đề không? Máy này có cục đề không ta? Chút xíu em chui em coi cho bà con mình nha. Con này là Giang Ma S11. Máy thùng. Còn thùng dầu, còn thùng cát gió. Bue. Máy thì nguyên zin nha cô chú anh chị. Đẹp á. Bên trong nè. Cái đằng sau coi các bà con. Dán sạp nè. Sạp zin của ghe luôn nè cô chú anh chị. Quá chất lượng. Chạy hộp số của dùng cây giống. Dùng cây giống thì 10 chiếc như 10 chiếc nào cũng chạy hộp số này hết, do nó bền của chú anh chị. Mấy cô chú anh chị mình chạy cây giống chạy từ Chợ Lách, Bến Tre đi Sài Gòn đi suốt à. Cho nên họ cần một cái máy bền tiết kiệm, cần một cái hộp số tốt. Cho nên họ xài cái hộp số này, hộp số dài. Này. Rất là bền nha. Không có ngại nhớt nhau gì hết của chú anh chị. Bên trong nè. Con này như em thấy không có củ đề ta. Máy này không có đề cho cô chú anh chị nha. Chứ không có đề bơm thái. Tiếp 60, lắp 30. Còn cái hộp số cũng còn mới nè. Đã thiệt chứ. Lượng khô rang nha cô chú anh chị nha. Cần số nằm đây nè. Ô vô số cũng nhẹ nhàng cô chú anh chị. Trời ơi. Nhẹ nhiều quá. Hèn chứ nhiều cô chú anh chị em xài cái này quá. Giờ làm sao cái nữa. Cho cô chú anh chị mình coi. Ở trong ghe hết mình gì bà con luôn, em quay kỹ dữ lắm mà cô chú anh chị. Ok rồi, bây giờ báo lại cho cô chú anh chị mình về phần kích thước là chiều ngang 1m95, chiều dài con này là 11m7, 6 tấn, có mui dán sạp đầy đủ và giá là 35 triệu, có bửng nước cho cô chú anh chị mình luôn. Về bà con mình ai có đặt máy tốc độ thì thay cho cái máy 4 hoặc cái máy 6 thì con này nó chạy rất là khủng. Giá đó thì cô chú anh chị mình gọi ảnh đi, coi có ảnh thương lượng cho mình được nhiêu nha cô chú anh chị nha. Dán ghe thì đẹp như nãy giờ em quay cho cô chú anh chị mình rồi. Và em hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào 5 giờ chiều ngày mai. Và xem kênh bấm vô nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. 6 tấn đẹp, giá hợp lý. Lựa chọn nha. Alo, anh chủ giùm em. Bye bye cô chú anh chị. Đừng lo tiền cò nha, em không có lấy tiền cò đâu. Tạm biệt ạ.